tới rồi ơi. Anh gió ơi, anh có thể làm nhanh lên một chút được không? Em muốn ăn hoa quả lắm rồi. Các bạn ơi, các bạn có biết không, anh gió làm suốt từ nay đến giờ mà vẫn mãi chưa xong. Thật sự là lâu quá phải không các bạn? Kiến Tím ơi, các em nhỏ ơi, đợi anh một tí nhé, anh đang làm rất là nhanh đây nhé. Anh gió. Ui. Trời ơi là trời, anh có thể làm nhanh hơn được không? Sao anh lề mề thế? Kiến Tím, em hét to quá làm anh cắt hỏng quả chuối tôi đây này. Em không cố tình đâu ạ. Này Kiến ơi, Kiến. Dạ. Anh cũng lỡ lời, Kiến cho anh xin lỗi nhá. Anh cũng cho em xin lỗi anh nhé. Thôi Kiến ơi, anh bảo này. Dạ. Chắc là không có gì đâu, bởi vì là anh muốn chuẩn bị món ăn thật là đẹp, thật là ngon cho em. Thế là khi mà em làm anh giật mình, anh mới không kiểm soát được lời nói của anh. Anh nghĩ là lần sau chúng mình phải cẩn thận hơn trong những lời nói dành cho nhau. Nhờ Kiến nhờ. Không sao đâu anh ạ, tất cả là do em. Em cứ nóng vội rồi lại quát to với anh nên anh mới giật mình đấy chứ. Anh thì anh lại nghĩ là do sự chậm chạp của anh làm cho em sốt ruột đấy. Không, là do em. Em nên nói nhẹ nhàng hơn với anh. Là do anh. Không, lỗi của em mà. Lỗi của anh mà phải không các em? Lỗi của Kiến Tím phải không các bạn? Không phải, đấy là lỗi của anh mà. Không phải lỗi của anh Gió, lỗi của Kiến Tím các bạn nhỉ? Là lỗi của anh đấy. Không, lỗi của là em. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi, chắc là do trời nóng quá đấy, thế cho nên là anh lại lỡ lời rồi. Các em ơi, chúng ta ai cũng muốn nghe những lời dịu dàng, thế nên cho nên là chúng ta phải nói những lời dịu dàng cho nhau, phải không các em? Đúng vậy các bạn ạ, Kiến Tím cũng thích nghe những lời dịu dàng lắm. Mà thời tiết nóng bức như thế này, có một đĩa hoa quả để ăn thật là mát lành và ngon các bạn nhỉ? Anh đồng ý với Kiến Tím, anh sẽ làm ngay cho em ngay bây giờ đây. Cắt 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 quả chuối này, rồi ta cùng bóc 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 quýt thật thơm. Rồi ta lại thái trái kiwi. 1, 2, 3, 4 nói sao thật xinh trái anh đào. Nào ta cùng xếp lên đĩa này. Mùi thơm thật thơm nhưng quá ngon. Hồ trồng thật xinh nhưng sắc màu. Bài cà là món ăn ngon miệng. Bài cà là món ăn ngon miệng. Ta-da! Xin giới thiệu với các em, đây chính là đĩa hoa quả nhiệt đới của anh Gió. Wow, trông tuyệt quá. Các bạn ơi, trông chúng thật là thú vị phải không nào? Các bạn có đoán được đây là cây gì không? Các em thử đoán xem. Anh bật mí với các em nhé. Loài cây này chúng mình nhìn thấy rất nhiều vào mùa hè. Đúng rồi. Và đặc biệt ở ven các bờ biển nhá. Cây gì nhỉ? À, đúng rồi. Anh Gió ơi, em nghe các bạn trả lời đúng rồi đó anh ạ. Đây là cây dừa. Đúng rồi, các em giỏi lắm, đây chính là cây dừa. Anh muốn giới thiệu với các em cây dừa của anh Gió. Các em có thể nhìn thấy thân của cây dừa của anh là bằng quả chuối này, cắt rất là cẩn thận. Hi, có một miếng không được vừa lắm do Kiến Tím lúc đấy đang nhắc anh. Ở đây, lá cây là những quả kiwi này. Quả dừa đây là những quả cherry này. Giải đất anh làm bằng những múi quýt này. Kiến Tím ơi, và đây anh đã trang trí ông mặt trời bằng một quả cà rốt nha. Thật là thú vị. Mà anh Gió ơi, miếng chuối lúc nãy mà em làm anh giật mình ấy, cũng không ảnh hưởng lắm đến món ăn anh nhỉ? Đúng rồi. Anh nghĩ là khi các bạn nhỏ làm món này ở nhà, các bạn nhỏ cũng không cần phải cắt quả chuối quá đều đâu. Kể nó không đều chúng mình vẫn có được một cây dừa thật là đẹp phải không em? Anh Gió ơi, bây giờ thì chúng ta cùng ăn hoa quả thôi nào. Đúng rồi, anh Gió chúc Kiến Tím và các em ngon miệng nha.